À, Cát Thiên Kiều, tại sao, tại sao em lại khóc? À, Cát Thu Sa, yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã cố gì ai. Đã từ lâu anh muốn nói điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu thiêu. Thì cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt, đêm ngủ trên yên ngựa vào hiểm xá nguy chưa bao giờ biết sợ. Sao bỗng dưng nghe sầu lạnh cả tâm hồn. Cát Thiên Kiều, nhìn áng mây trôi lòng trắng sẽ buồn, lòng dũng tương chợt nghe mềm yêu khi một lần A Cát Thiên Kiều, có phải em và người ta đã cùng thề non hẹn ước? Dạ không, người ta chỉ xem em như là kẻ lạ người xa. Kẻ lạ người xa, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn nghĩ đành tuyết dòng tóc mây hoàng quái bay trong gió, lòng như lòng em đang báo đồng tôi bời. Thiên Kiều ơi, sao bỗng dưng chiều nay anh lo sợ như đánh mất cái gì anh yêu quý nhân. Nếu một mai thì mình cũng xin được kính chúc cho quý bà con cô bác ở đây hưởng một mùa năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình an khang và làm ăn phát tài. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Dạ, xin chào tạm biệt ạ.